Thảo dược xuyên tâm liên, thần dược bình dị, hỗ trợ điều trị COVID-19. Xuyên tâm liên là cây thuốc nam đang được Việt Nam ứng dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, là một vị thuốc có nhiều công dụng đang bị chúng ta lãng quên. Tại hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tại 128 điểm cầu mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Dương Quốc Cường cho hay thời gian qua, Bộ Y tế đã nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng và chuyên gia về thuốc đông y xuyên tâm liên có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị COVID-19. Xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan sử dụng trong thời gian qua. Hiện nay, Việt Nam hiện cũng ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Xuyên tâm liên thuộc họ Ojo hay còn có tên gọi khác là cây công cộng, cây hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo. Trong dân gian, cây xuyên tâm liên thường được dùng cả phần, lá, thân và rễ, thu hoạch quanh năm. Rễ xuyên tâm liên thường hái vào mùa đông, lá và thân thu hoạch vào mùa hè. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, chống viêm, oxy hóa, ung thư và được đông y dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, bệnh phong, sốt rét, nhiễm trùng. Loại thảo dược này hay dùng làm thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh, bế kinh nguyệt. Xuyên tâm liên còn dùng trị các bệnh nấm ngứa ngoài da rất hiệu quả. Một số thầy lang chữa bệnh da liễu, chữa bỏng bằng cách thái nhỏ nghiền vụn cây xuyên tâm liên để dùng. Một số nghiên cứu y học hiện đại đã công bố tác dụng có lợi của cây xuyên tâm liên đối với sức khỏe. Xuyên tâm liên giúp giảm nhanh các triệu chứng của bệnh cảm cúm như mệt mỏi, sổ mũi, sốt, đau cổ họng và nhức đầu. Sử dụng khoảng 1.200mg xuyên tâm liên tươi mỗi ngày, tương đương 5-6g bột khô, và chỉ sau 4 ngày sử dụng, triệu chứng bệnh sẽ thuyên giảm rõ rệt. Một nghiên cứu khác của Thụy Điển cũng chứng minh xuyên tâm liên mang lại tác dụng trị liệu tốt đối với các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi khuẩn, virus gây ra. Cụ thể, các hoạt chất chiết xuất từ vị thảo dược này có tính kháng khuẩn, chống viêm, giúp giảm nhanh triệu chứng và rút ngắn thời gian điều trị bệnh cảm cúm, viêm màng não, cúm gà và sốt xuất huyết. Bên cạnh những tác dụng này, các thầy thuốc ở Bắc Mỹ và châu Âu sử dụng thảo dược xuyên tâm liên với các mục đích như sau: làm giảm đau nhức xương khớp và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm khác, chữa viêm da, trị lông đờm, thuốc chống đông máu giúp phá các cục máu đông, điều trị viêm gan C, trị chứng nhuận tràng, bảo vệ gan, phòng ngừa ung thư hóa do hóa chất thực nghiệm. Trong y học Trung Quốc, cây xuyên tâm liên được dùng để điều trị cảm cúm với sốt, viêm họng, viêm thanh quản, ho cấp tính hoặc mạn tính. Ngày dùng từ 6-9g, dùng ngoài với lượng thích hợp. Ngoài ra, rễ và lá của cây xuyên tâm liên được dùng phổ biến trong y học cổ truyền ở Ấn Độ và các nước ở vùng Đông Nam Á, Trung Mỹ. Thường được dùng làm thuốc trị rắn và sâu bọ cắn. Nước hãm hoặc nhựa từ lá vò nát được dùng trị sốt, ban da ngứa và làm thuốc bổ. Nước sắc lá hoặc rễ được dùng để trị đau dạ dày, bệnh sốt, bệnh tả, cúm, viêm phế quản. Ở Ấn Độ, để chữa ho gà cho trẻ em, mỗi lần uống một thìa cà phê bột nhão được bào chế từ rễ xuyên tâm liên và thân rễ gừng gió với trọng lượng bằng nhau, ngày uống 3 lần và uống liên tiếp trong 15 ngày. Lá khô xuyên tâm liên cùng với tỏi được tán thành bột, làm thành viên hoàn to bằng hạt đậu và uống mỗi lần một viên, ngày 3 lần, uống liên tiếp từ 3-7 ngày để chữa sốt rét. Và cây xuyên tâm liên cũng được dùng trong các thành phần của phương thuốc cổ truyền ở Ấn Độ để chữa rụng tóc dưới dạng thuốc sắc để uống. Trong những thập niên 80 của thế kỷ 20, thảo dược xuyên tâm liên đã từng được coi là thần dược chữa nhiều bệnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ngành y tế phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thuốc men và dụng cụ.
Khi sử dụng thảo dược xuyên tâm liên, không nên sử dụng xuyên tâm liên với các loại thuốc sau: thuốc chống đông máu, thuốc kháng tiểu cầu và thuốc ức chế miễn dịch. Thảo dược xuyên tâm liên có thể gây ra các tác dụng phụ như đau dạ dày, buồn nôn, nôn mửa, vô sinh, hạ huyết áp. Chính vì vậy, người bệnh không nên lạm dụng loại dược liệu này và tránh gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Trên đây là một số thông tin tham khảo về thảo dược. Xuyên tâm liên, loại thảo dược có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã được ứng dụng rất nhiều trong dân gian để chữa các bệnh như viêm họng, sốt, nhiễm trùng, tiêu chảy. Đặc biệt, loài cây này còn nổi tiếng về hoạt tính kháng sinh của nó. Trong thời kỳ chiến tranh, khi miền Nam khan hiếm các loại thuốc Tây thì xuyên tâm liên được sử dụng rất phổ biến. Vậy, thực hư về công dụng của vị thuốc này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video dưới đây. Tổng quan về xuyên tâm liên: thân nhỏ, mọc thẳng đứng, cao khoảng 1 mét, thân vuông, phân nhánh nhiều cành, lá mọc đối, có cuống ngắn, phiến lá hình mác, hai mặt nhẵn, mặt trên màu lục sẫm đen. Hoa nhỏ mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành. Hoa màu trắng, điểm những đốm hồng tím, có 5 răng nhỏ, đều có lông. Cây có quả nang dài, hơi có lông mịn, hạt hình tròn màu nâu nhạt. Đặc điểm sinh trưởng thu hái và bộ phận dùng của xuyên tâm liên: Việt Nam cùng Trung Quốc, Ấn Độ là khu vực được trồng nhiều nhất. Cây mọc từ hạt vào khoảng tháng 4 hoặc đầu tháng 5, sinh trưởng nhanh trong mùa xuân hè. Khi cây sắp ra hoa, lá nhỏ dần và rụng sớm, thu hoạch khi cây bắt đầu ra hoa. Chú ý, khi thu quả để lấy hạt giống cần tiến hành khi cây bắt đầu vàng úa, lá chuyển sang màu đỏ vàng. Nếu thu hái chậm, quả khô dễ bị tách rơi ra mặt đất. Bộ phận dùng: phần trên mặt đất loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái từng đoạn nhỏ, dùng tươi là tốt nhất. Phơi khô thì nên dùng trong vòng 1 tháng để giữ được hoạt chất tốt nhất. Dưới đây là cách dùng xuyên tâm liên làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian. Dùng hàng ngày thanh nhiệt giải độc, 30g cây khô đun nước uống hàng ngày. Điều trị viêm xoang mãn, viêm phổi, viêm phế quản, ho. Xuyên tâm liên 15g, kim ngân hoa 10g, củ bách độ 10g, củ mạch môn khô 10g, đun với 1 lít nước uống trong ngày, dùng liên tục 1 tuần. Điều trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, kiết lỵ: xuyên tâm liên 20g, khổ sâm 10g, đun nước uống trong ngày. Điều trị viêm gan cấp tính: cây cồng cộng 25g, cây xạ đen 15g, cây ăn xoa 15g, đun nước uống hàng ngày. Điều trị viêm gan B: xuyên tâm liên 15g, cà gai leo 25g, cây sạ đen 25g, đun với 1 lít nước để uống trong ngày. Bệnh nhân uống liên tục trong 3 tháng. Điều trị rắn cắn: dùng lá cây giã nát đắp vào vết rắn cắn, kết hợp dùng 30g thân lá cây đun nước uống. Điều trị mụn nhọt, viêm nhiễm ngoài da: dùng lá tươi giã nát đắp lên vết thương. Chống chỉ định: không sử dụng thuốc trên cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Như vậy, xuyên tâm liên vốn là thảo dược được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền, có vị đắng, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm đau, nay đã được làm rõ hơn dưới góc nhìn khoa học về công dụng của nó. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về liều lượng, thời gian sử dụng và tương tác với loại thuốc khác của vị thuốc này. Vì vậy, quý độc giả cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Vừa chia sẻ với quý bà con về tác dụng kháng sinh điều trị viêm xoang, viêm phế quản của xuyên tâm liên. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like, comment, chia sẻ video này tới bạn của mình nhé! Thưa quý vị và các bạn, trong số các loại thảo dược có dược tính kháng sinh thì xuyên tâm liên được nhắc đến và sử dụng cho các trường hợp viêm nhiễm. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, miền Nam khan hiếm các loại thuốc Tây thì xuyên tâm liên được sử dụng rất phổ biến.
Như vậy xuyên tâm liên có công dụng như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu. Xuyên tâm liên là loại thảo dược được sử dụng khá phổ biến vào những năm chiến tranh, thường được dùng thay thế cho các loại thuốc kháng sinh. Đến nay, do thuốc kháng sinh tổng hợp dễ tìm thấy, nên xuyên tâm liên ít được nhắc đến. Xuyên tâm liên có tên khoa học là Andrographis bimicolatnis, có thân nhỏ, mọc thẳng đứng cao khoảng 1 mét, thân vuông, phân nhánh nhiều cành, mọc theo 4 hướng. Lá mọc đối, có cuống ngắn, phiến lá hình trứng dài 4-6cm, hoa nhỏ màu trắng, mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành. Cây có quả nang dài, hạt hình trụ, thuôn dài, màu nâu nhạt. Xuyên tâm liên là cây thuốc mọc quang và phát triển tốt ở những vùng đất cát. Cây được trồng bằng hạt và phát triển nhanh trong vòng 3 tháng là thu hoạch được. Trong cây và lá xuyên tâm liên có các axit hữu cơ, tannin, chất nhựa, đường, các barbiturate và một số hoạt chất khác. Theo đông y, xuyên tâm liên có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu thủng, chỉ thống. Xuyên tâm liên thì nói chung nó có chữa được rất là nhiều bệnh. Ví dụ như là bệnh viêm họng, bệnh viêm gan, bệnh kiết lỵ, vân vân. Thì sau đây tôi xin giới thiệu một số bài thuốc có sử dụng cây xuyên tâm liên mà trong dân gian thường dùng. Bài thuốc để chữa viêm họng, ho thì gồm có xuyên tâm liên, xài đất, huyền sâm, trần bì, cam thảo. Thì trong đó chúng ta sử dụng xuyên tâm liên, xài đất với huyền sâm mỗi thứ 12 gram. Còn lại cam thảo và trần bì chúng ta sử dụng 4 gram. Sắc với 600ml nước, còn lại 200ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc để chữa nhiễm siêu IB thì gồm có xuyên tâm liên, xài đất và chó đẻ găng cưa. Chúng ta sử dụng là mỗi vị là 15 gram, cũng sắc với 600ml nước, còn lại 200ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Ngoài ra, còn có thể sử dụng xuyên tâm liên để giả nát đắp hoặc nấu nước để chữa trị mụn nhọt, ghẻ lở. Khi sử dụng xuyên tâm liên làm thuốc, bộ phận được sử dụng là phần thân trên mặt đất. Nên thu hoạch khi cây bắt đầu ra hoa, dùng tươi là tốt nhất. Nếu phơi khô thì sử dụng trong vòng 1 tháng để thuốc còn hoạt chất. Nếu sử dụng xuyên tâm liên trong thời gian dài, cần phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc để sử dụng liều lượng cho phù hợp. Cần lưu ý, những người chức năng tiềm dị hư hàn không nên dùng xuyên tâm liên. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. We'll be right back.
Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.